Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, hôm qua tại tỉnh Bình Dương, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm Nhân đạo quê hương đã tổ chức chương trình Ngày hội Quốc tế thiếu nhi Trái tim của mẹ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, mồ côi cơ nhỡ, nạn nhân chất độc da cam. Tham gia chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn võ thuật, giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng. Chương trình đã trao tặng 1.000 phần quà cho các em thiếu nhi mồ côi khuyết tật nhằm giúp các em quên đi bất hạnh, được hạnh phúc trong không khí của Ngày Quốc tế thiếu nhi. Nhân dịp này, bà Huỳnh Tiểu Hương, người sáng lập trung tâm, đã vinh dự đón nhận bằng cử nhân thực hành Đại học Kỷ lục Thế giới và là người phụ nữ kỷ lục đồng con nhất thế giới. Được thành lập từ năm 2001, từ một vài trăm trẻ ban đầu, đến nay trung tâm đã nuôi dưỡng, học tập và tạo việc làm cho hơn 4.000 trẻ. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng nội trú gần 400 trẻ, trong đó 75% là khuyết tật, 30% trẻ sơ sinh. Con kính thưa cô Trần Mỹ Hòa và kính thưa tất cả các ban ngành tỉnh Bình Dương, cùng các cô chú, các anh chị và quý vị anh nhân, đặc biệt các em học sinh, sinh viên, tình nguyện viên và các cô chú khuyết tật đến tham dự chương trình ngày hôm nay với các con tại trung tâm. Con rất là vui mừng vì chương trình ngày hôm nay cũng như tương lai còn lại. Con được cô Trần Mỹ Hòa yêu thương con. Chúng con biết là cô thương con và tất cả những giấy khai sinh hộ khẩu của trung tâm nhân đạo cô quê hương, chính cô Trần Mỹ Hòa là cái người cho con được giấy để các em được đi học, được đi bác sĩ, được đến trường. Nếu không có cô Trần Mỹ Hòa thì thực sự chúng con hôm nay những đứa trẻ bơ vơ. Và đặc biệt tỉnh Bình Dương tạo mọi điều kiện cho chúng con xây dựng, tạo mọi điều kiện cho chúng con được phát triển trên miếng đất của tỉnh Bình Dương và được sự động viên, chia sẻ và sự hỗ trợ của các ban ngành lãnh đạo của Trung ương. Và trong những năm qua, công việc đối với tụi con rất là khó khăn về tinh thần, được sự quan tâm của các bạn sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế, các trường đã luôn luôn đồng hành với chúng con dù bất cứ lúc nào chương trình tổ chức. Hàng chục ngàn sinh viên tình nguyện viên luôn luôn sát cánh cùng chúng con dù xa hay gần. Và con chỉ biết rằng con sẽ cố phát gắng và cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cô Trần Mỹ Hòa và tất cả các bác, các cô chú, các ban ngành lãnh đạo Trung ương cũng như tỉnh Bình Dương đã giúp con. Và con mong rằng các ban ngành lãnh đạo tỉnh Bình Dương hãy cùng chúng con tiếp tục và tạo điều kiện cho chúng con luôn luôn kề cận chúng con. Và cảm ơn tất cả các báo đài truyền thông, các tổ chức, các vị ân nhân sát cánh cùng chúng con. Tiểu Hương trân trọng và cảm ơn. Có gì thiếu sót, cảm ơn bỏ qua cho Tiểu Hương. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình và quý báu của bà Huỳnh Tiểu Hương. Và trong khoảnh khắc vô cùng xúc động này, chúng ta hãy cùng chúc cho bà Huỳnh Tiểu Hương thật là dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc với các con và tiếp tục sự nghiệp cao quý của mình, đó là mở rộng vòng tay và nuôi nấng các cháu trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội. Xin trân trọng cảm ơn bà một lần nữa. Và kính thưa quý vị, trong buổi họp mặt cùng chúc mừng ngày hội của các bé quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 tại Trung tâm Nhân đạo quê hương ngày hôm nay, chúng ta rất trân trọng được đón tiếp sự hiện diện của một vị đại biểu vô cùng đặc biệt. Bà luôn quan tâm sâu sắc đến đời sống của các cháu tại Trung tâm Nhân đạo quê hương và bà luôn đồng hành cùng với các cháu. Và ngày hôm nay bà cũng đến đây để cùng chúc mừng với niềm vui chung của các cháu tại Trung tâm Nhân đạo quê hương. Chúng tôi trân trọng kính mời bước lên sân khấu bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng chia sẻ niềm vui và có đôi lời bảo ban đến các cháu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng với lại các anh chị em ở công trung tâm nhân đạo quê hương, thưa các cháu rất là yêu quý. Hôm nay thì tôi đến nhân cái dịp 1 tháng 6 kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi, tôi đến thăm trung tâm. Thật ra thì trung tâm đối với tôi thì không có xa lạ gì. Cuộc lễ nào mà Tiểu Hương mời thì tôi rảnh thì tôi cũng đến. Chỉ có trường hợp tôi không có ở đây thì tôi không đi được. Trước hết thì tôi xin gửi đến Tiểu Hương cũng như tất cả các anh chị em ở trung tâm và toàn thể đại biểu cùng các cháu cái tình cảm, cái lời chúc sức khỏe hết sức là tốt đẹp nhân ngày quốc tế một thiếu nhi của chúng ta. Có thể nói rằng cả nước chúng ta đang chuẩn bị đón cái ngày quốc tế một thiếu nhi, nó trở thành là truyền thống của Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái ngày dành để chăm lo cho trẻ em thiếu nhi của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng trong cái chính sách của Đảng nhà nước á, thì chúng ta không chỉ có một ngày mà ngày nào cũng phải là ngày chăm lo cho thiếu nhi, nhưng mà phải có một cái ngày gọi là đỉnh cao của cả năm để chăm lo cho các cháu. Thì tôi cũng rất vui mừng là trong cái không khí chung đó thì trung tâm nhân đạo quê hương không khi nào quên cái việc tổ chức cho các cháu ở đây. Năm nay cũng vậy, tổ chức để trao quà, để động viên cho các cháu nhân cái ngày vui này. Thì có thể nói rằng tôi cũng rất mừng vì cái điều đó và xin chúc cho các cháu của chúng ta có một cái ngày vui trọn vẹn với một cái niềm tự hào là ở một cái trung tâm mà chúng ta có được cái sự quan tâm chăm lo, đặc biệt là của người mẹ, đó là Quỳnh Tiểu Hương của chúng ta. Thưa với tất cả đại biểu, đối với tôi đó thì trung tâm nhân đạo quê hương không xa lạ như tôi đã nói cách đây 30 năm. Khi chúng ta chưa có cái đơn vị này nữa, chưa có cái trụ sở ở đây, thì tôi cũng đã biết đến trung tâm này và tôi đã gặp gỡ Quỳnh Tiểu Hương, trao đổi và cũng biết được cái công việc của Quỳnh Tiểu Hương làm. Lúc đó thì còn rất là đơn sơ, rất là còn nhỏ nhoi, rất là ít ỏi. Nhưng mà một cái người phụ nữ vượt lên cái hoàn cảnh cá nhân mình, vượt lên số phận của mình để chăm lo cho các em. Chính cái điều đó đã làm rung động trái tim của nhiều người, trong đó có tôi. Một cái người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, mặc dù hoàn cảnh của mình hết sức là khó khăn, cho nên chúng tôi cũng quan tâm, chăm lo và giúp đỡ. Thì có thể nói rằng Tiểu Hương thì nhắc lại cái chuyện mà nhập hộ khẩu của các em. Nhưng mà tôi thì tôi nhớ là trước kia khi mà Tiểu Hương xin mua cái miếng đất này của Dĩ An đó, thì Tiểu Hương cũng xin cũng không được, nói chung là người ta không bán. Và cuối cùng thì Tiểu Hương có tìm đến tôi và tôi phải gửi cái thư và tôi gặp ngay cả đồng chí nữ hồi xưa là bí thư ở đây đó. Tôi cũng bảo rằng nên bán cho Tiểu Hương, bởi vì ở đây người ta mua chứ người ta không xin. Cái thứ hai là mua để làm cái cơ sở từ thiện chăm lo cho các cháu, bởi vì cơ sở ở Tân Bình thì nó nhỏ hẹp, nó chật chội, ở đây có điều kiện rộng hơn. Thì sau đó thì ở đây cũng đồng ý dành cho Tiểu Hương, bán cho Tiểu Hương cái phần đất này và mới có cái cơ ngơi. Mà cơ ngơi lúc đó thì ban đầu cũng còn nhỏ, bây giờ thì lớn. Lúc đó chỉ có 2.000 mét, bây giờ 12.000 mét, nghĩa là tăng lên gấp 6 lần so với ban đầu khi mà chúng tôi đã can thiệp với cái huyện Dĩ An này. Cho nên và từ đó thì có thể nói rằng với cái tình cảm mà tấm lòng và cũng là trách nhiệm đối xã hội, thì tôi cho rằng đây là một cái đơn vị làm khá tốt về công việc này. Cho nên chăm lo, động viên, vận động, đó cũng là trách nhiệm của Đảng và nhà nước. Cho nên Tiểu Hương cũng đã được cái sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cao nhất. Và tôi nghĩ này, trong cái đất nước của chúng ta đó, chắc chỉ có mình Tiểu Hương là cái người có niềm hạnh phúc lớn nhất. Bởi vì đồng chí lãnh đạo nào cũng quan tâm, chăm lo. Bởi vì không phải là lo cho cá nhân Tiểu Hương, mà chăm lo bởi vì công việc của Tiểu Hương làm. Đó là ý nghĩa xã hội to lớn mà mọi người cần phải động viên, cần phải ủng hộ, cần phải góp sức để chăm lo, để Tiểu Hương có một cái niềm tin, có sức mạnh, có một cái sự phấn đấu vươn lên để làm tốt cái trọng trách của mình. Và tôi cũng vậy, cho nên từ cái chỗ lo cho địa điểm, sau này thì rồi có các cháu học ở đây, nhưng mà đến tuổi đến trường thì không có khai sanh, không thể đi học được. Tiểu Hương cũng có gặp tôi và tôi cũng có đề nghị với các đồng chí công an là cho các cháu nhập hộ khẩu để có khai sanh, để có thể có cái hộ khẩu thường trú để đi ra ngoài để mà nhập với cộng đồng học tập. Và từ đó thì các cháu ở đây mới bắt đầu được
nhập hộ khẩu và trở thành là đại gia đình của Quỳnh Tiểu Hương ở đây. Thì tôi nghĩ rằng những công việc mà chúng tôi làm cũng chính là một cái phần nhỏ hỗ trợ, chia sẻ, góp phần để cho Tiểu Hương làm tốt cái công việc mà Đảng và Nhà nước cũng đang quan tâm. Đó là chăm lo cho xã hội, quan tâm cộng đồng. Và đặc biệt cộng đồng đó là những người rất là yếu thế, tàn tật, được nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đây là việc làm rất là cao quý, rất là có ý nghĩa. Và vì vậy đó mà cái sự đồng hành của nhiều đồng chí lãnh đạo, đồng hành ở đây là đồng hành về tình cảm, động viên. Trong đó có tôi cũng có một cái lý do rất là đặc biệt là như vậy. Cho nên tôi hết sức là đánh giá rất là cao. Không thể có lời nào để nói hết được cái sự hy sinh, cái sự chịu khó, cái sự vươn lên với tấm lòng bao la của một người phụ nữ. Bây giờ là một người mẹ của 345 đứa con. Tôi nghĩ rằng không có thể có lời nào để nói hơn bằng cái điều chúng ta đánh giá rất cao về cái nghị lực, về cái chịu khó, về cái tình thương bao la để mà làm được cái công việc đó. Và tôi cho rằng không phải chỉ lo cho trung tâm mình, Tiểu Hương còn đồng hành với nhiều chương trình khác. Thí dụ như nhiều chương trình học bổng, rồi chương trình xây trường, chương trình thăm đồng bào bão lụt, chương trình quan tâm đến bộ đội chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa, vân vân. Chúng tôi cho rằng không chỉ chăm bẩm lo cho cái đơn vị mình mà Tiểu Hương còn tỏa cái tấm lòng mình ra với những cái chương trình thiện nguyện khác. Cho nên tôi cho rằng đó là một cái công việc mà Tiểu Hương đã có ý thức, có trách nhiệm. Cho nên nay về thăm trung tâm thì tôi rất là vui mừng vì thấy trung tâm của chúng ta ngày càng phát triển. Nói chung là hồi xưa chưa có trường, bây giờ có trường. Hồi xưa thì các cháu ít, bây giờ các cháu đông, các cháu lại trưởng thành, học hành được nhiều ngành, chăm lo được cho các cháu một cách rất là, nói chung không phải là hoàn toàn đầy đủ, nhưng cơ bản cũng là thay mặt được cha, được mẹ, thay mặt gia đình của các cháu để chăm lo cho các cháu đạt những cái điều mà chúng ta mong muốn. Hôm nay thì nhân cái ngày vui của các cháu, ngoài cái việc mà chúc cho các cháu thì chúng tôi cũng xin được chúc cho cái trung tâm nhân đạo quê hương của chúng ta ngày được phát triển đúng theo cái đường hướng mà chúng ta đã làm. Chúc cho Quỳnh Tiểu Hương, một cái cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, bây giờ trở thành là một bà mẹ của 345 đứa con, luôn luôn được sức khỏe dồi dào, thêm nghị lực, thêm niềm tin, thêm sức mạnh để vươn lên và hoàn thành tốt cái trọng trách của mình. Và tôi nghĩ rằng điều đó không chỉ là xứng đáng với cái tình thương của các con đối với mẹ Tiểu Hương, mà là xứng đáng với cái tình thương của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước của chúng ta. Bây giờ một số các đồng chí đã đi xa rồi, nhưng mà tôi cho rằng đối với Tiểu Hương thì tình cảm nó vẫn còn là trọn vẹn. Cho nên sống làm việc để xứng đáng với cái tình thương của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho Tiểu Hương và dành cho cái trung tâm nhân đạo quê hương của chúng ta. Đó là điều mà chúng tôi rất là mong muốn, và chúng tôi nghĩ rằng Tiểu Hương chỉ có con đường đó là con đường mà cùng đi lên với lại cái sự phát triển của đất nước, cùng đi lên với lại cái tình thương của tất cả các đồng chí dành cho Tiểu Hương. Đó là cái hạnh phúc lớn nhất mà tôi nghĩ rằng Tiểu Hương không thể nào tìm được cái hạnh phúc lớn bằng nếu chúng ta đi con đường khác. Và tôi tin điều đó là điều mà Tiểu Hương sẽ làm được. Cho nên hôm nay thì trong cái dịp gặp cái này, một lần nữa thì xin được chúc các cháu ngày 1 tháng 6 vui tươi, vui vẻ, hạnh phúc. Và có thể nói rằng sẽ vui bớt đi những cái điều khó khăn, vơi bớt đi những cái điều đau đớn vì bệnh tật của mình, để mà vươn lên cùng với các bạn trẻ thiếu nhi chúng ta cố gắng sống, sống tốt. Và chúc cho các vị đại biểu được nhiều sức khỏe, niềm vui. Đặc biệt chúc cho trung tâm nhân đạo quê hương tiếp tục phát triển. Và riêng Quỳnh Tiểu Hương sẽ có sức khỏe, niềm tin, nghị lực nhiều hơn nữa để mà vươn lên thực hiện được cái niềm tin trọn vẹn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các bậc phụ huynh học sinh, cũng như của tất cả mọi người đã dành cho Tiểu Hương ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các đại biểu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu, chia sẻ cũng như là chỉ đạo vô cùng quý báu của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính. Và trong không khí rất là trang trọng này, chúng ta xin được trân trọng kính chúc cho bà Trương Mỹ Hoa thật là dồi dào sức khỏe và tiếp tục đồng hành với sự nhiệt tình và tình yêu thương dành cho các cháu tại Trung tâm Nhân đạo quê hương. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các cháu tại Trung tâm Nhân đạo quê hương, để các cháu tại Trung tâm Nhân đạo quê hương có cuộc sống ấm no, vui vẻ và hạnh phúc, đó là sự nỗ lực rất lớn của người mẹ
Huỳnh Tiểu Hương cùng chung tay với cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó còn có sự chỉ đạo quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh. Và bây giờ đây, trong không khí hân hoan ấm áp, chúng tôi xin trân trọng kính mời bước lên sân khấu bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, sẽ có đôi lời phát biểu để cùng chúc mừng, chia sẻ niềm vui với các cháu, và đặc biệt là sẽ có những lời để cùng bảo ban các cháu học giỏi hơn và tiến bộ hơn. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa cô Trương Mỹ Hoa, kính thưa chị Hương, thưa toàn thể quý đại biểu cũng như là các em, thì phải nói rằng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương và cũng xem cái trung tâm nhân đạo quê hương là một cái nơi mà chúng tôi gửi gắm rất nhiều cái tâm tư, tình cảm đối với là các thầy cô của trung tâm cũng như đối với các em. Và phải nói rằng qua cái thời gian qua thì trung tâm quý thầy cô cũng làm được rất nhiều việc, đó là chăm nuôi các em và thường xuyên là tổ chức các hoạt động cho các em có được những cái ngày vui. Phải nói rằng là những ngày vui này phải nói là chúng tôi cũng rất là cảm động. Vì sao? Vì đến với trung tâm được quây quần bên các thầy cô, quý phụ huynh và các em, chúng tôi mới cảm nhận được rằng tình yêu thương của các em không thiếu. Chúng ta luôn luôn có một tình yêu bao la của các mạnh thường quân dành cho các em, cũng như tình cảm thầy cô dành các em như những người cha, người mẹ gửi đến các em trong những thời gian qua. Thì thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chúng tôi cũng rất mong muốn, nhất là chị Tiểu Hương, rồi Ban Giám đốc Công ty, các mạnh thường quân và các thầy cô luôn luôn coi các em như những người con thân yêu của mình và dành những tình cảm yêu thương đùm bọc giúp các em trong những cái thời gian sắp tới, để các em luôn là những cái mầm non xanh tươi của quê hương. Và về phía các em, chúng tôi cũng mong muốn rằng các em hãy cố gắng bằng cái tình cảm của mình, bằng cái sức khỏe của mình và sức lực của mình, phải cố gắng vươn lên, học giỏi thật ngoan để không phụ lòng với tình cảm của mẹ Tiểu Hương và các cô, cũng giống như các mạnh thường quân đã hàng ngày hướng đến và chăm lo và yêu thương cho các em. Cuối cùng thì thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chúng tôi rất là cảm ơn được đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, và cũng mong rằng buổi lễ hôm nay thật là vui, thật là hạnh phúc, thật là thành công. Xin cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Kim Lan với những lời chia sẻ và chỉ đạo vô cùng sâu sắc, đặc biệt là những lời dạy dỗ đến các cháu. Kính thưa bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các quý vị đại biểu và kính thưa toàn thể cán bộ, gọi là anh em cán bộ công nhân viên của Trung tâm Nhân đạo Quê hương. Trung tâm Nhân đạo Quê hương do cô Huỳnh Tiểu Hương là nhà sáng lập và đồng thời cũng là giám đốc đầu tiên của Việt Nam có một trung tâm nhân đạo, cho đến hôm nay đã là có hàng ngàn trẻ em bất hạnh đã bước vào cộng đồng xã hội. Đây là một cái trung tâm lớn nhất của Việt Nam, là một người phụ nữ làm cho hàng triệu trái tim của trên thế giới rung động, là có một tấm lòng nhân ái. Hàng năm cứ đến dịp là tổ chức cho các em, thì trung tâm nhân đạo quê hương đều tổ chức, và tôi là cũng là một trong những người là cũng rất là ủng hộ từ ban đầu. Trung tướng nhà văn Hữu Ước, anh hùng lao động Lê Văn Kiểm là những người đỡ đầu trung tâm nhân đạo quê hương. Và nhân dịp hôm nay thì tôi cũng xin gửi đến quý vị đại biểu, tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào thành công tốt đẹp, cũng như là lời tri ân đến bà mẹ có nhiều con đông nhất và có một tấm lòng nhân ái như là cô Huỳnh Tiểu Hương. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trích dẫn một đoạn trong cuốn tự truyện về cuộc đời Tiểu Hương thay cho lời kết. Hạnh phúc lớn nhất của mình là có những đứa con, có những đứa mình ẵm về lúc còn đỏ hỏn, có những đứa bị người ta bỏ rơi, bị kiến cắn, chuột tha,
có đứa bị bỏ vào thùng rác, tưởng là chết rồi. Dẫu không sinh ra, nhưng mỗi đứa